Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với bản tin bóng đá cập nhật ngày 29 tháng 3. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. VFF sẽ lựa chọn huấn luyện viên người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính thức được bổ nhiệm làm thuyền trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức lên xe hoa. Huấn luyện viên Park Hang-seo xúc động đến chúc mừng học trò cũ. VFF tìm kiếm huấn luyện viên người châu Á dẫn dắt tuyển Việt Nam. Sau thất bại của huấn luyện viên Philippe Chuzier mới đây, VFF sẽ ưu tiên lựa chọn một vị thuyền trưởng người châu Á dẫn dắt tuyển Việt Nam. Trong cuộc họp mới đây của lãnh đạo và thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã có những trao đổi về tiêu chí tuyển chọn tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Theo nguồn tin của Bóng đá và Đời sống, tất cả thành viên đều tán thành ý kiến lựa chọn một huấn luyện viên người châu Á dẫn dắt đội tuyển quốc gia thay vì một huấn luyện viên người châu Âu. Cụ thể, có tới 60% thành viên đưa phương án tìm kiếm một huấn luyện viên người Nhật Bản và 40% có ý kiến muốn tìm kiếm huấn luyện viên người Hàn Quốc. Rõ ràng sai lầm của VFF khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Chuzier, cùng với đó là việc thiếu quyết liệt trong việc sa thải sớm vị huấn luyện viên người Pháp khiến tình thế lúc này của tuyển Việt Nam là cực kỳ tệ. Được biết, những nhân vật quan trọng trong bộ máy VFF sẽ có khoảng thời gian 2 tháng để tìm ra nhân vật phù hợp ngồi ghế nóng. Tiêu chí rất rõ ràng, huấn luyện viên trưởng là người phải có uy tín và trình độ. Quan trọng hơn, người này còn phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, thực tế ở Việt Nam, hoặc chuyện huấn luyện viên Jurgen Klinsmann ở Hàn Quốc cho thấy, việc giao phó hết cho thầy ngoại là không nên. Ai cũng ngỡ huấn luyện viên Chuzier là quá phù hợp, nhưng rõ ràng thời gian thay đổi mọi thứ. Ông ấy không còn là hình ảnh chúng ta biết. Ở Việt Nam, có hội đồng huấn luyện viên quốc gia, nhưng vai trò và trách nhiệm rất mờ nhạt. VFF phải giao trách nhiệm rõ ràng để hội đồng này sớm tham gia từ thương thảo hợp đồng, trong giao kèo phải có quyền tư vấn, hỗ trợ, giám sát và phản biện chuyên môn một cách hợp lý. Tôi cho rằng VFF cũng nên mạnh dạn bổ sung cho hội đồng huấn luyện viên quốc gia những cái tên trẻ trung hơn, đưa ra tiêu chí như bằng pro chẳng hạn và giao vai trò, trách nhiệm cụ thể để sàng lọc, tuyển chọn và hỗ trợ giám sát tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Cũng trong ngày 28 tháng 3, VFF đã bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm thuyền trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Tuấn sẽ đưa đội tuyển U23 quốc gia sang Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Danh tính huấn luyện viên trưởng thay thế ông Chuzier ở U23 Việt Nam đã được tiết lộ. Ngày 28 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2024 thay cho huấn luyện viên Philippe Chuzier, người đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với VFF ngày 26 tháng 3. Ông Hoàng Anh Tuấn đã ký hợp đồng với VFF để phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. Sau đó, ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5 năm 2023. Gần nhất, ông Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng được biết đến là huấn luyện viên đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt U19 Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á 2016, qua đó cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á đoạt vé tham dự U20 World Cup 2017. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4. Ngày 8 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4, qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 châu Lục. Trước đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã được VFF tạo điều kiện tập trung, tập huấn song song với đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Day từ năm 2023 đến nay. Mới đây nhất, trong dịp FIFA Day tháng 3, U23 Việt Nam đã được tập huấn tại Tajikistan và thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan với kết quả thắng 1-0 ở lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Nguyễn Quang Hải chính thức tổ chức đám cưới với cô dâu Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Từ sáng sớm, ngôi sao sinh năm 1997 và gia đình đã tất bật chuẩn bị.
tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội khoác một bộ vest thật bảnh với khuôn mặt rạng rỡ khi sắp sửa đi đón dâu. Nhìn vẻ hạnh phúc của Quang Hải lúc này, nhiều người có lẽ đã quên đi gương mặt thất thần của tiền vệ 27 tuổi từ băng ghế dự bị trên sóng truyền hình khi đội tuyển Việt Nam đang bế tắc trước Indonesia. Trận đấu đã khép lại, kết quả cũng đã được ấn định. Gác lại những nỗi buồn trên sân cỏ, Quang Hải quay trở lại với cuộc sống và tìm lại được niềm vui bên người thương của mình. Quang Hải và Chu Thanh Huyền yêu nhau từ năm 2021, nhưng cả hai khá kín tiếng. Cho đến khi được công khai vào năm 2023, mối quan hệ của cặp đôi trai tài gái sắc đã có bước tiến triển khá nhanh. Quang Hải đã cầu hôn, làm lễ dạm ngõ với hot girl Chu Thanh Huyền trong những ngày cuối năm 2023. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức làm lễ an hỏi và rước cô dâu Thanh Huyền về dinh. Vào buổi chiều cùng ngày tại quê nhà Đông Anh, lễ cưới của Quang Hải đã diễn ra trong niềm vui của đông đảo người thân và bạn bè, đồng đội. Trong đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất hiện và nhận được nhiều sự chú ý. Ông Park vẫn nở nụ cười thân thiện và nắm chặt tay cậu học trò cũ đầy hạnh phúc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và Nguyễn Quang Hải là hai nhân vật có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội tuyển U23 cũng như đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc, Quang Hải trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam và đạt được nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau như Á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, tấm huy chương vàng SEA Games 2019 và quả bóng vàng Việt Nam 2018. Kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam, tiền vệ Quang Hải cũng có chuyến xuất ngoại đầu tiên khi thi đấu cho Pau FC của Pháp, tuy nhiên không thành công. Hiện tại, Quang Hải đang có màn trình diễn ấn tượng ở V-League với câu lạc bộ Công an Hà Nội.